chúng ta sẽ tìm hiểu về AI, trí tuệ nhân tạo và machine learning học máy. AI và machine learning đã trở thành những công cụ mạnh mẽ giúp cải thiện và tối ưu hóa các ứng dụng trực tuyến. Kết hợp AI machine learning vào các ứng dụng này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn mang lại giá trị kinh doanh đáng kể. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về cách kết hợp AI và machine learning vào các ứng dụng trực tuyến. AI là lĩnh vực của khoa học máy tính, tập trung vào việc phát triển các hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu trí thông minh của con người như nhận diện giọng nói, hình ảnh, đưa ra quyết định và dịch ngôn ngữ. Machine learning là một nhánh con của AI, tập trung vào việc phát triển các thuật toán và mô hình mà máy tính có thể học từ dữ liệu và đưa ra dự đoán hoặc quyết định mà không cần được lập trình cụ thể cho từng nhiệm vụ. Về các loại machine learning, loại đầu tiên là supervised learning, học qua giám sát. Mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu đã gắn nhãn để dự đoán các giá trị đầu ra mới, ví dụ như phân loại mail spam. Loại thứ hai là unsupervised learning, học không giám sát. Mô hình học từ dữ liệu không gắn nhãn để khám phá cấu trúc ẩn, ví dụ phân nhóm khách hàng. Loại thứ ba là reinforcement learning, học tăng cường. Mô hình học từ việc tương tác với môi trường và tối ưu hóa hành vi dựa trên phần thưởng, ví dụ là robot, điều khiển robot tự hành. Về phần thứ hai là ứng dụng AI machine learning vào các ứng dụng trực tuyến. Đầu tiên là tích hợp AI và machine learning vào các ứng dụng web, ví dụ đầu tiên là dự đoán và cá nhân hóa, sử dụng machine learning để dự đoán hành vi của người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến. Ví dụ Netflix sử dụng thuật toán machine learning để đề xuất phim dựa trên lịch sử xem của người dùng. Thứ hai là tìm kiếm và gợi ý. Các công cụ tìm kiếm như Google sử dụng machine learning để cải thiện độ chính xác của kết quả tìm kiếm và đưa ra các gợi ý phù hợp với người dùng. Ba là nhận diện giọng nói và hình ảnh. AI có thể được tích hợp vào các ứng dụng trực tuyến để nhận diện giọng nói, ví dụ trợ lý ảo như Siri, Google Assistant, hoặc nhận diện hình ảnh, ví dụ Facebook tự động gắn thẻ bạn bè trong ảnh. Ứng dụng thứ hai là tích hợp AI machine learning vào thương mại điện tử. Ứng dụng đầu tiên là gợi ý sản phẩm. Các hệ thống gợi ý sản phẩm sử dụng machine learning để phân tích hành vi mua sắm và đưa ra các gửi sản phẩm phù hợp với từng người dùng. Về tối ưu hóa giá cả, các thuật toán AI có thể dự đoán sự thay đổi của nhu cầu và điều chỉnh giá cả một cách linh hoạt, tối ưu hóa lợi nhuận. Về chatbot hỗ trợ khách hàng, sử dụng AI để phát triển các chatbot có khả năng hiểu và trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách tự động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ và trải nghiệm người dùng. Về tích hợp AI machine learning vào các mạng xã hội. Đầu tiên là để phân tích cảm xúc, machine learning có thể phân tích các bài viết và bình luận trên mạng xã hội để hiểu được cảm xúc của người dùng, giúp cải thiện các chiến lược tiếp thị và quản lý thương hiệu. Thứ hai là phát hiện nội dung vi phạm, AI có thể tự động phát hiện và lọc các nội dung vi phạm như ngôn ngữ thù địch, bạo lực hoặc nội dung không phù hợp. Thứ tư là tích hợp AI vào các ứng dụng y tế trực tuyến. Nhưng đầu tiên là chẩn đoán bệnh từ xa, AI có thể phân tích các triệu chứng và dữ liệu y tế của bệnh nhân để hỗ trợ chẩn đoán từ xa, giúp bác sĩ đưa ra các quyết định chính xác hơn. Hai là giám sát sức khỏe, các ứng dụng sức khỏe trực tuyến có thể sử dụng AI để theo dõi các chỉ số sức khỏe của người dùng và cảnh báo khi có dấu hiệu bất thường.